Con à con, con đi xuất giá rồi, những gì mẹ dặn á con còn nhớ hay không vậy hả con? Con nhớ thì đầu con nói lại cho mẹ nghe thử coi mẹ quên coi có đúng hay là không vậy con. Alo alo alo. Thương bao cô thương gái đục trâu, mãi kiếm út nó cô đi lấy chồng. Giờ thì ba má chịu cưng, chẳng thêm liều lo lấy thân, lo mãi về bên cô lòng. Nhà người ta xem chẳng dễ suốt đời
khắc ghi trong lòng. Thấy con Nam về thất gia, lòng mẹ cũng nghe mừng vui đôi chút. Nhưng nghĩ đến chuyện làm dâu khó nhọc, mẹ vừa thương vừa lo sợ. Thank you.